Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, xin chào anh em. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau về những vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Và trong tập tuần này thì mình rất là vui khi có được sự góp mặt của một vị khách mời cũng đã quá quen thuộc với DeFi Discussion rồi. Thì chắc là mình sẽ để cho anh Julian gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast hôm nay ha. Ok, xin chào mọi người, rất vui vì lại được tham gia một số nữa của DeFi Discussion. Rồi, rất là vui khi anh Julian có thể dành thời gian để cùng tham gia với chúng ta trong tập podcast tuần này. Chắc là thôi vào thẳng luôn cái vấn đề của tuần này luôn. Thì tuần này thì bọn mình sẽ nói về một cái chủ đề mình nghĩ là một vài anh em nếu mà ở bên thị trường truyền thống thì cũng đã phần nào đó nghe qua cái từ khóa này. Nó là cái con hào kinh tế, moat, hay có thể hiểu dân dã một xíu đó là các cái lợi thế cạnh tranh. Nếu như mà anh em nào mà nghe qua những cái gọi là những cái thesis đầu tư hoặc là những cái tiêu chí đầu tư của Warren Buffett thì chắc cũng phần nào đó nghe qua được cái từ khóa này. Thì hôm nay thì bọn mình sẽ gọi là mạo muội một xíu, thì bọn mình sẽ áp cái mô hình này qua những cái dự án, những cái sản phẩm ở bên thị trường DeFi. Và câu hỏi đầu tiên dành cho anh Julian thì từ cái góc nhìn của anh á, thì cái dự án hoặc là cái rộng hơn đi là cái hệ sinh thái nào là cái mà anh tâm đắc nhất khi mà nói về cái từ khóa lợi thế cạnh tranh, kiểu như là một cái dự án nào đó mà nó có một cái con hào rất là dày và rất là khó để cho đối thủ có thể xuyên thủng, từ góc nhìn của anh mà anh tâm đắc nhất. Nếu mà để mà nói về các cái dự án mà mình cảm thấy gọi là mình thích thú nhất ấy, thì chắc là sẽ có nhiều bạn giống mình, đó chính là Uniswap. Bởi vì tất cả mọi thứ nó Uniswap nó chính là cái khởi đầu của DeFi Summer. Tức là mình vẫn còn nhớ từ ngày xưa mình bắt đầu kiểu lần đầu tiên biết đến gọi là một cái khái niệm gọi là một sàn giao dịch mà phi tập trung, mà nó lại sử dụng một cái cơ chế mà nó chưa từng có trước đây. Thì chính là Uniswap. Và thực tế thì là Uniswap nó không chỉ là một cái sản phẩm đơn lẻ mà nó còn có cả một cái hệ sinh thái rất là nhiều thứ ở xung quanh nữa. Tức là nó là một cái mảnh ghép quan trọng trong toàn bộ cái hệ sinh thái DeFi của nó. Tại sao mà mình lại nói là mình lại ấn tượng nhất về cái dự án này khi mà nói về lợi thế cạnh tranh ấy? Bởi vì nếu mà ai đã từng tham gia vào việc phát triển các cái DeFi protocol này, hay là thậm chí là trong cái là một cái nhà phát triển trong cái thị trường crypto ấy chẳng, thì mình sẽ đều thấy rằng là hầu hết là các cái dự án ở trong cái thị trường này ấy, thì nó không có một cái gọi là lợi thế cạnh tranh rõ rệt nào cả. Nhất là ở trong nhất là ở cái thị trường DeFi, khi mà suộc cốt nhá thì phải public lên. Tức là theo kiểu dân đi gen ấy, là họ sẽ chỉ tham gia vào các cái dự án nào mà nó public suộc cốt thôi. Và khi mà public suộc cốt lên như vậy ấy, thì đồng nghĩa với việc là hầu như là bất kể ai mà có khả năng lập trình ấy thì họ đều sẽ có thể clone lại được cái sản phẩm đấy. Mà mình thường quen thuộc một cái từ là fork ấy, như là fork dự án này, fork dự án kia ra ấy. Và Uniswap ấy thì mình có thể nói chắc là mình nghĩ Uniswap nó là cái dự án bị fork nhiều nhất cho đến tại cái thời điểm này. Bởi vì là cái cơ chế AMM của nó ấy là một cái cơ chế đầu tiên ra, và đến bây giờ thì nó vẫn được sử dụng rất là rộng rãi trong DeFi. Và nó được fork rất là nhiều, nhưng mà gần như là trong bất kể một cái đoạn code nào của một cái AMM ấy, thì người ta sẽ đều nhìn thấy cái hình bóng của Uniswap ở trong đấy, công thức kiểu huyền thoại x nhân y bằng x nhân y bằng k ấy. Yeah. Và bản thân Uniswap ấy thì nó cũng là một trong những cái dự án mà nó bị gọi là đấy, nó đã liên tục bị các cái dự án khác họ gọi, mình có thể gọi là họ tấn công bằng nhiều cách khác nhau, mà kiểu kinh điển nhất là cái Vampire Attack mà trước đây khi mà SushiSwap ấy tấn công gọi là hút thanh khoản từ Uni ấy. Nhưng mà cuối cùng thì cho đến thời điểm hiện tại rồi thì mình có thể nhìn thấy là Uni nó vẫn đứng vững với cái cương vị là cái người dẫn đầu của nó. Đấy là chia sẻ một chút về cái ấn tượng của mình về một cái dự án. Thực ra thì nãy anh Julian có nói đến cái ý là rất là nhiều các cái dự án đã từng có cái ý định tấn công Uni, nhưng mà họ thì không thành công. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta dễ dàng thấy được là hầu hết volume ở trên các hệ sinh thái
tất nhiên là hầu hết nha, ở một vài cái hệ sinh thái đặc thù á thì có một vài cái EMM nó đang đứng top 1, nhưng mà hầu hết các hệ sinh thái phổ biến thì Uni nó luôn là chiếm cái tỷ trọng volume rất là cao. Vậy thì anh Julian có thể liệt kê ra một vài cái chi tiết cụ thể tại sao mà Uni nó không dễ bị các cái dự án, mặc dù là code có thể fork được, nhưng mà nó vẫn tồn tại được trong cái một khoảng thời gian rất là dài. Và có thể đây sẽ là một cái case study để mọi người hình dung rõ hơn về cái khái niệm mà lợi thế cạnh tranh trong DeFi ha. Thì khi mà phát triển một cái dự án ấy thì nó sẽ có một số các cái lợi thế cạnh tranh nhất định. Trước đây mình đã từng phát triển một vài các dự án cũng AMM, và tuy nhiên là khi để pitching với cả các cái nhà đầu tư ấy thì họ cũng hỏi cái câu này khá là nhiều. Thì về chi tiết thì mình sẽ không thể chia sẻ được, tuy nhiên mình có thể hệ thống lại cho mọi người một số các cái lợi thế cạnh tranh. Cái lợi thế cạnh tranh đầu tiên ấy, nó sẽ là cái yếu tố về mặt con người. Yếu tố về mặt con người ở đây nghĩa là gì nhá? Có thể tại cái thời điểm đấy, cái giao thức đấy nó có thể bị fork được. Thế nhưng mà những cái người mà họ đang nghĩ ra những cái giao thức đấy ấy, thì bởi vì họ là người làm ra cái giao thức đấy, nên là họ có thể là trong tương lai ấy, họ hoàn toàn có thể phát triển ra những cái đấy. Còn với những người nào mà kiểu đi copy lại ấy, thì dĩ nhiên rồi, nếu mà copy lại thì cũng sẽ chỉ là người đi copy lại thôi. Nên là cái yếu tố con người ấy, nó là một trong những cái yếu tố mà theo mình nghĩ nó là một trong những cái lợi thế cạnh tranh rõ ràng nhất của các cái dự án khi mà phát triển ở trong cái thị trường crypto này. Cái yếu tố thứ hai nữa, nó liên quan về cái câu chuyện về yếu tố về gọi là lợi thế về người dùng. Nghĩa là đôi khi những cái dự án họ có thể là họ cái sản phẩm họ không thực sự là xuất sắc, nhưng mà bằng một cái cách nào đấy họ có một cái gọi là cái lượng người dùng rất là đông, và họ sử dụng cái lượng người dùng đấy như là một cái gọi là một cái lợi thế cho cái việc là phát triển ra cái sản phẩm của họ. Thì mình cũng có thể lấy một cái ví dụ nó khá là nổi tiếng, ví dụ như là Coin98 ạ. Thì mình đã theo dõi Coin98 rất lâu rồi, và có thể nói là ngay từ thời gian đầu ấy thì Coin98 có thể là tại cái thời điểm ngày xưa ấy thì nó chỉ là một cái cộng đồng thôi. Nhưng vì từ cái việc là một cái cộng đồng chia sẻ với crypto, và khi mà họ có rất là nhiều họ có nhiều người dùng rồi, từ cái việc mà họ có người dùng rồi ấy, thì họ có thể phát triển ra rất là nhiều các cái sản phẩm khác, mà đôi khi những cái sản phẩm khác ấy nó sẽ không có cái lợi thế được. Vì ok, có thể là một sản phẩm rất là hay, nhưng mà cái việc mà build cái số lượng người dùng, build cộng đồng từ con số 0 ấy, thì nó cũng là một cái gì ấy, nó rất là painful cho các cái dự án crypto. Cuối cùng nữa thì trong cái ngành DeFi này ấy, thì nó có một cái yếu tố lợi thế cạnh tranh khác, đó là cái yếu tố về liquidity, yếu tố về thanh khoản. Nhưng ok, nếu như mà có như này nhá, nó ngày xưa mình đã từng phát triển một cái dự án và nó xảy ra cái như này. Nghĩa là sản phẩm của nó thì là nó fork, nó không có gì đặc biệt cả. Người dùng thì dĩ nhiên là chả ai biết cái đội này là ở đâu luôn. Thế nhưng mà cái vấn đề là cái đội ngũ phát triển ấy, họ có quen được một cái lượng, họ cũng phải nói là họ quen được một cái gọi là quen được một số các cái whale. Và các cái whale này sẽ chính là những cái người gọi là bỏ tiền vào để tạo ra thanh khoản, gọi là cái thanh khoản ban đầu cho cái giao thức đấy. Tức là nó có một cái thanh khoản ban đầu rồi thì nó giống như là nó được hưởng cái hiệu ứng của hòn tuyết lăn ấy nhá. Nó có thanh khoản thì nó thu hút được thêm người dùng, và mỗi người dùng vào thì sẽ bỏ thêm một ít tiền vào, và cuối cùng nó lại tăng cái tính thanh khoản này lên. Thì càng ngày nó càng to dần thôi. Thì đấy cũng là một cái trong những cái lợi thế cạnh tranh của các cái DeFi protocol. Tuy nhiên rằng là những cái yếu tố đấy ấy, thì mình vẫn đánh giá cao nhất là cái yếu tố con người. Bởi vì thực ra cái yếu tố con người ấy, nó là một cái yếu tố mà nó rất khó để cho các cái dự án khác có thể sao chép được. Còn thực ra thanh khoản thì đấy, nó cũng chỉ là một cái phần ban đầu thôi. Nếu như mà sau này nó, như mình đã biết là trong cái thị trường, trong cái DeFi này ấy, thì cái gọi là cái thanh khoản của nó rất là gọi là, người ta gọi là cái cụm từ gì ạ? Nó không có bền vững. Ừ, đúng rồi, nó không có bền vững. Nó có thể chạy từ cái chỗ này sang chỗ kia. Đúng rồi, nó kiểu nó cứ thấy chỗ nào đem lại cái yield tốt thì nó sẽ chạy đi, và nó hoàn toàn là nó không có bất cứ một cái gì để nó giữ người dùng ở lại cái giao thức đấy. Tức là trong cái giao thức đấy nó không có những cái điểm lợi giống như là những cái giao thức khác ấy, thì cái lượng thanh khoản nó hoàn toàn nó có thể đi mất mà không có cách gì để mà giữ lại được. Thì đấy là một số các cái chia sẻ của mình. Không biết là George có cái gọi là cũng có một số các cái idea nào không? Thực ra thì cái góc nhìn của em với Uniswap á, tức là nó là một cái sản phẩm mà
người dùng có thể sử dụng được. Tuy nhiên là với cái khía cạnh là từ người retail investor mà có thể bỏ tiền vào và hold cái token này thì nó lại không quá lợi thế, tại vì dạo gần đây thì anh em nào mà theo dõi cái cộng đồng của Uniswap thì thấy một cái đề xuất, đó là cái đề xuất là fee switch. Thì hồi trước thì phần lớn cái lượng fee á là nó tập trung vào cho LP, thì đó là lý giải tại sao một phần mà cái dòng tiền nó không rời khỏi Uniswap trong một thời gian quá lâu. Người cung cấp LP họ có cái động lực để họ farm, nói thẳng ra là họ farm, họ cung cấp thanh khoản ở trên cái sản phẩm này. Nhưng cái phần phí giao dịch á thì nó chia hoàn toàn cho LP và nó không chia cho token holder. Tức là về khía cạnh là nếu mà mình hold cái token Uni này á thì bạn chỉ có một cái use case duy nhất là gần như là vote. Mà vote ở trên Uni thì rất là gây tranh cãi thời gian gần đây, rất là nhiều các cái đề xuất, ví dụ như đề xuất cả về lập cái quỹ education, rồi lập một cái quỹ vừa gần đây thì hình như là lập một cái foundation, Uniswap Foundation. Thì back lại cái câu chuyện là nhìn như thế nào về Uniswap, thì tất nhiên Uniswap nó vẫn là một cái sản phẩm hàng đầu thôi. Tại vì khi mà chúng ta thấy là khi mà bất cứ người bạn nào đó, người thân của chúng ta, xung quanh chúng ta swap cái gì thì gần như là nghĩ đến Uniswap đầu tiên. Đó thì có thể là trên, như mình đề cập hồi nãy, có thể ở trên các hệ khác có thể sử dụng một vài các cái sản phẩm khác, nhưng mà gần như là trên các cái platform của Ethereum thì Uniswap luôn là cái suy nghĩ đầu tiên của mọi người. Về cái vấn đề sử dụng sản phẩm thì Uniswap nó vẫn sẽ là lợi thế thôi, và nó vẫn thu hút được thanh khoản, nó vẫn thu hút được volume. Tuy nhiên là về cái khía cạnh của retail investor thì khá là khó để có một cái vị thế nó đủ sức hút với cái dự án này. Thì sẵn là có một cái câu chuyện là về fee switch hồi nãy, thì Julian nghĩ là Uniswap nó có duy trì được cái sức hút nếu như mà cái fee switch này thành sự thật hay không? Và bản thân cái cộng đồng của họ thì họ cũng tranh luận rất là gay gắt về cái vấn đề này trong thời gian gần đây. Thì thực ra thì mình nghĩ là kể cả nó có áp dụng cái fee switch này ấy, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không, gọi là không tạo ra bất kỳ một cái, nó sẽ không tạo ra một cái sự chán ghét của những cái gọi là LP họ đang cung cấp ở trên Uniswap thôi. Tại vì thực ra thì về bản chất nên là tiền nó cũng không sinh ra thêm được, và về cơ bản là nó chỉ chuyển bớt từ ông này sang ông khác thôi. Và nếu như mà Uniswap và về lâu dài ấy muốn duy trì được các cái benefit của mình ấy cho cái hệ sinh thái của Uni ấy, hệ sinh thái đây nó bao gồm là những người LP, là những người kiểu trader, những người cung cấp thanh khoản ở trên Uniswap này, là bao gồm cả những cái người dùng ở trên đấy này, bao gồm cả những cái người holder của Uni ấy. Thì để mà cân bằng được các cái lợi ích giữa các cái nhóm đấy ấy, thì chắc chắn là họ sẽ phải có một cái sự gọi là điều phối lại các cái lợi ích đấy. Bởi vì rõ ràng là những cái lợi ích đấy thì trader thì là một người được lợi quá nhiều rồi, đúng không? Trader thì là một người được lợi quá nhiều, vì trước đây ok là được nhận một cái lượng airdrop Uni rồi. Còn những cái người là liquidity provider ấy thì bản thân họ cũng đang nhận được một cái lợi ích, nó nếu mà so sánh so với những cái sàn khác ấy thì thực tế là nó lớn hơn tương đối. Tức là chưa kể cái việc là ok ông đang cung cấp thanh khoản ở trong một số trong những cái sàn mà nó có cái lượng, thứ nhất là nó uy tín nhá, nó an toàn này, thứ hai là nó có cái lượng volume lớn ở trên đấy, mà thậm chí là cái fee của nó khi mà so sánh với cả những cái sàn khác như là ở trên Swanink hay là trên Pancake chẳng hạn, thì nó cũng là một cái mức phí gọi là nó khá là cao hơn, là mức là 0.3%. Thì mình nghĩ là chắc là trong lâu dài thì Uni họ cũng sẽ phải có những cái thay đổi để mà gọi là san sẻ lại bớt cái phần lợi ích cho những người Uni holder thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng kể cả cái câu chuyện đấy mà nó có diễn ra chăng nữa thì mình cũng nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến đến cái gọi là gì, vị thế của Uni. Bởi vì giống như mình nói ấy, một trong những cái lợi thế của cạnh tranh của Uni ấy, nó là cái yếu tố về sự sáng tạo về con người. Nó cũng không hẳn là cái yếu tố về thanh khoản, nên là cho dù là ok Uni nó có bị giảm bớt đi một vài người kiểu họ dỗi chẳng hạn, họ bảo là thôi tao không add ở trên Uni nữa, tao đi add ở chỗ khác ấy, thì mình nghĩ là cái số đấy nó cũng không hề ảnh hưởng gì đến cái lượng thanh khoản ở trên Uni hiện tại. Mà còn chưa kể là có một cái nữa là Uni thì nó đang là cái AMM duy nhất nó có cái Uniswap V3, nghĩa là cái cơ chế để mà tăng cái tính thanh khoản của nó lên thì hiện tại bây giờ nó đang gọi là vô đối luôn, chả có sàn nào có cái không có sàn nào, không có cái AMM nào khác mà có khả năng sao chép được cái đấy.
Rồi, ok. Tập này thì đoạn đầu thì chúng ta dành thời lượng khá nhiều cho Uniswap, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang. Rồi, đoạn này thì chắc disclaimer trước với anh em là đây là những cái cuộc trò chuyện gọi là để có những cái góc nhìn mới thôi ha. Và anh em nên coi nó như là một cái góc nhìn của cá nhân bọn mình, cũng như là với mục đích thông tin thôi. Cái cuộc trò chuyện này chỉ mang tính chất thông tin thôi và nó không được xem là lời khuyên đầu tư ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phạm vi mà mình nghĩ nó sẽ rộng hơn, đó là về cái ngôn ngữ lập trình. Tại vì dạo gần đây thì đẻ ra rất là nhiều cái ngôn ngữ lập trình, và song hành với các cái ngôn ngữ lập trình đó là những cái hệ sinh thái đó. Thì anh Julian thì cũng có nói đề cập đến cái vấn đề là team, đội ngũ thì cũng là một cái rào cản nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà anh nghĩ như thế nào về cái ngôn ngữ lập trình? Tại vì cái ngôn ngữ lập trình này nó gần như là nó gắn chặt với team á. Tại vì team thì họ sẽ cần phải có những cái ngôn ngữ lập trình nó phù hợp để họ tạo nên được những cái sản phẩm. Vậy thì cái ngôn ngữ lập trình với anh nó có vai trò như thế nào trong việc tạo ra những cái lợi thế cạnh tranh cho một cái hệ sinh thái? Thực tế thì mình cũng không phải là một coder, thế nên là để mà nói sâu về cái câu chuyện là những cái ngôn ngữ này nó có cái sự ưu việt hay là tức là kiểu ngôn ngữ này nó có tốt hơn cái ngôn ngữ khác hay không ấy, thì thực tế đứng ở cái góc độ của mình ấy thì nói ra thì thực ra nó sẽ không có cái yếu tố khách quan lắm. Bởi vì rõ ràng là ông này thì ông ấy có viết code gì đâu. Tuy nhiên thì mình cũng đánh giá là thực ra những cái ngôn ngữ lập trình này ấy nó không phải là một cái gì đấy nó gọi là lợi thế cạnh tranh. Thì thực tế thì nó cũng không phải, vì đôi khi mình còn nghĩ là những cái ngôn ngữ này ấy, nó là một trong những cái rào cản của một cái blockchain nào đấy ấy. Bởi vì rõ ràng là mình cũng ví dụ như là cái câu chuyện về Solana trước đây nó không dùng nó code một cái ngôn ngữ riêng đúng không, thì nó phải mất rất là nhiều thời gian để mà nó bắt đầu nó xây dựng được lên một cái cộng đồng lập trình mà sử dụng cái ngôn ngữ này của nó. Nếu vậy thì nên thực ra thì nếu như mà anh Julian nói như vậy á thì mình lật ngược lại vấn đề đi, thì vì những cái blockchain mới nó ứng dụng những cái ngôn ngữ mới, vậy thì bản thân những cái ngôn ngữ cũ nó chính là cái lợi thế cạnh tranh của những cái blockchain cũ. Đúng. Nếu như mà lật ngược lại cái câu chuyện như vậy ấy, thì thực tế là mình thấy là những cái ngôn ngữ mà nó cũ ấy, ví dụ như là kiểu Solidity chẳng hạn, nó đang có một cái ưu thế rất là mạnh hơn. Nhưng mà mọi người cứ bảo là ok sau này smart contract có thể code được bằng cái này cái kia đúng không? Thế nhưng mà nếu như bây giờ mà bảo là mình phải đi học một cái ngôn ngữ rồi nhá, thì chắc chắn là cái ngôn ngữ đầu tiên mình đi học vẫn sẽ là Solidity. Bởi vì là sao? Bởi vì là nó tiện này. Thứ nhất là nó là cái ngôn ngữ đầu tiên mà sinh ra một phục vụ cho cái mục đích là để viết smart contract. Cái thứ hai nữa là vì nó đã có quá nhiều người phát triển ở trên đấy rồi. Thế nên là mình có rất nhiều các cái thư viện để mình tham khảo, chứ mình không phải đi mày mò mình viết một cái đoạn code mới nữa. Đó, thì mình nghĩ là đấy nó chính là một trong những cái nếu mà lật ngược cái câu nhìn ngược lại vấn đề ấy, thì cái việc mà một cái ngôn ngữ lập trình mà nó đã tồn tại rất là lâu rồi và nó được nhiều người sử dụng rồi, nó có cái cộng đồng phát triển rất là mạnh ấy, thì nó chính là một trong những cái lợi thế của cái nó chính là một trong những cái lợi thế của cái hệ sinh thái đấy. Ok. Tiếp tục thì chắc là mình sẽ đào sâu về cái vấn đề con người đi ha. Thì tất nhiên là bất cứ cái hệ sinh thái hoặc là một cái dự án nào đó thì nó sẽ cần những cái KOL, tức là những cái shiller. Thì không biết là góc nhìn của anh Julian về cái từ khóa này là như thế nào? Anh Julian ấn tượng nhất với KOL nào và cái hệ sinh thái hoặc là dự án nào? Ok, ở phía trên nhá, thì mình bảo là mình ấn tượng với cả Uniswap đúng không? Nhưng mà khi mà nói chuyện về cái câu chuyện về KOL về hay cái văn hóa dự án này ấy, thì cái dự án mà cái hệ sinh thái mà mình ấn tượng nhất ấy nó lại là Luna. Nó chính là Luna của Dogecoin ấy. Bởi vì gọi là như nào nhỉ? Thực sự là mình biết đến Luna sau muộn hơn rất là nhiều người. Tuy nhiên là khi mà mình tìm hiểu về cộng đồng Luna ấy, thì mình thấy là ok, nó thực sự là có những cái con người mà nó có thể là nó chia sẻ về những cái thứ mà mình cũng quan tâm. Thế nên là mình cảm thấy là đây là một cái cộng đồng mà mình cảm thấy rất là thích thú về nó. Là một trong những cái KOL mà mình ấn tượng nhất ấy, nó chính là
có một cái đứa nó tên là Dan Cự. Nó là Dan Cự, thực ra nó cũng là một cái nó cũng có một cái quỹ đầu tư và nó chạy một cái nốt cho Terra. Thì cái tại sao mà mình ấn tượng với cả cái thằng KOL này, bởi vì là nó không siêu theo cái kiểu bình thường. Nó không siêu theo cái kiểu là các dự án này nó tầm x bao nhiêu ABC cái kiểu, mà là khi mà nó siêu ấy thì nó giải thích rất là kỹ về các cái dự án mà được phát triển ở trên Luna. Nếu mà bây giờ mà mình nhìn lại ấy, thì Luna nó có rất là nhiều các cái, thực tế là nó đã xây dựng rất là nhiều các cái protocol hay ở trên đấy. Ví dụ như là Astropost này, rồi sau đấy thì nó có Retrograde này, nó có Kuzima, nó như là có Kuzima này, hay là một số các cái hình như là còn cả một cái gì là Kinetic thì vậy. Thì đại khái là nó có rất là, nó build rất là nhiều các cái giao thức ở trên đấy. Nhưng mà và cái thằng Dan Cự ấy thì nó giải thích rất là cặn kẽ về việc ok, các cái giao thức này nó có cái đóng góp, tức là nó đóng cái vai trò gì trong cái hệ sinh thái của nó đóng cái vai trò gì trong hệ sinh thái của Luna, và nó giải thích rất là kỹ, phân tích rất là kỹ. Và đấy, đó chính là một trong những cái ấn tượng của mình khi mà mình tiếp xúc với cả, mình bắt đầu mình research về Luna, bởi vì thằng ấy nó nói khá là nhiều thứ, nó nói khá là nhiều thứ về liên quan đến Luna, và chính từ cái ấn tượng đấy ấy, mình kiểu ngay lập tức là mình thích Luna luôn. Nhưng mà coi ok, có điều nó hơi xui một tí là sau khi chỉ vừa mới thích xong một cái và kiểu vừa mới skin in game được đâu đó khoảng tầm 2 tuần thì nó sập. Thực sự ra là rất là bất ngờ khi mà Julian bảo là ấn tượng với Luna và một cái KOL ở trong cái hệ sinh thái này. Thực ra thì nó cũng hơi gây tranh cãi, nhưng mà thôi thì nó cũng là một cái góc nhìn, đúng không? Một cái góc nhìn nó cũng đâu đó mình có thể tách ra được một vài cái ý, nó cũng khá là hay. Ví dụ như là có siêu thì phải siêu kiểu như là phải đúng rồi, siêu có học ấy. Ok, mà lấy thằng đấy siêu tá là có học. Nó có một cái, tức là chính những cái thằng KOL đấy ấy, nó sẽ là những cái người mà định hình lên cái gọi là cái cộng đồng của cái đồng token đấy nó như nào. Nhưng mà ok, mình có thể nói là những fan của Luna họ rất là cuồng, ok, bởi vì tại cái thời điểm mà họ chưa sai ấy thì họ được phép họ được phép cái chuyện cuồng đấy. Nhưng mà cái sự cuồng của họ ấy nó gọi là như nào nhỉ, nó thực sự nó rất là khác so với cả những cái người ở cộng đồng kiểu Dogecoin hay là cộng đồng của mấy cái đồng meme coin các kiểu chẳng hạn đấy. Nó mình thấy nó có một cái vai rất khác, tức là cuồng nhưng mà họ ít nhất thì họ vẫn hiểu được là ở dưới sản phẩm nó có cái gì, đúng không? Đúng rồi. Ý Angela lại vậy, đúng không? Và mình nghĩ rằng là và cái cộng đồng ấy, mình nghĩ là nó sẽ là vì họ chịu ảnh hưởng khá là nhiều bởi cái style của cái KOL đấy, của những cái người KOL lead ở trong cái cộng đồng đấy. Ừ. Nhưng mà tại sao cái văn hóa của bên Ethereum nó khá là kiểu như là nó stable, nó vững chắc rồi, thì Angelian khi mà chọn thì vẫn chọn cái văn hóa ở bên Luna? Tức là ở thời điểm đó đi, mình lấy ở cái thời điểm mà anh Julian nói đi, trước khi Luna nó sụp đổ, để cho nó gọi là mang tính nó công bằng hơn á. Mình nghĩ là cái câu chuyện này khi mà để gọi là như nào nhỉ, khi mà so sánh giữa Ethereum và Luna nhá, thì mình thấy là cái cộng đồng của Ethereum ấy, họ gọi là gì nhỉ, nó cũng hơi khó để mà mình hòa nhập hơn. Bởi vì thực tế bà nói ấy, Ethereum nó đã phát triển rất lâu rồi, và những cái cộng đồng mà họ thích Ethereum ấy thì nó không phải là chỉ dừng lại ở cái mức gọi là các cái ứng dụng của họ, các cái ứng dụng của Ethereum nữa, mà thực sự là nó đào sâu về những cái yếu tố nó mang tính chất là rất là technical. Nó mang những cái yếu tố rất là sâu, ví dụ như là kiểu MEV thì không phải là kiểu người nào cũng hiểu được, đúng không? Nói chung là Ethereum nó có rất là nhiều thứ để mà những cái người trong cái cộng đồng đấy họ đào sâu ấy, còn chưa kể về những cái kiểu liên quan về kinh tế ABC các thứ nữa. Thì chính cái điều đấy nó làm cho người khác sẽ cảm thấy khó là hòa nhập với cái câu chuyện là ok, khi mà join một cái cộng đồng như vậy thì tôi phải lựa chọn một cái topic của tôi để mà tôi nói. Thế nhưng mà thực ra thì Luna thì nó lại không phức tạp như vậy, họ cũng chả bao giờ họ bàn luận với câu chuyện là ok, kiểu công nghệ của Luna với xế các kiểu cả. Thực ra Luna nó thành công được ấy, nó hoàn toàn nó đến từ cái yếu tố gọi là ứng finance. Dụng kinh tế, đúng rồi, nó hoàn toàn thành công là 100% đến từ cái việc là ứng dụng kinh tế của nó. Nhưng ok, có thể mình cứ vẻ là Ancho nó là một mô hình Ponzi ABC, nhưng mà mình không thể phủ nhận rằng là nó thực ra nó là một cái ứng dụng kinh tế mà do Luna nó làm ra khá là
ok, khá là hay, khá là để cho mọi người dễ kiểu tìm hiểu về cái vấn đề đấy, chứ nó lại không đề cập lên nhiều các câu chuyện về technical. Đấy cũng là một trong những cái lý do mà mình rất là dễ kiểu khi mà tham gia vào các cái cuộc trao đổi của cộng đồng Luna, bởi vì ok, nó chỉ đơn giản là nó nói về những cái câu chuyện về ứng dụng kinh tế thôi, nó khá là dễ để mà mọi người có thể tham gia vào thảo luận, debate với nhau các thứ trên đấy. Chứ bây giờ nói là tham gia vào ở trên Ethereum mà nói vài câu mà bắt đầu lôi ra mớt các kiểu ra thì nói thật là cũng mình cũng sẽ không thể nào có nhiều cái kiến thức để mà mình có thể tiếp tục được cái cuộc nói chuyện đấy kiểu thế. Đó là khía cạnh về về văn hóa, về cái cách mà trao đổi ở trong cộng đồng. Thực ra thì cũng hơi bất ngờ thật, tại vì trước đây thì mình nghĩ là bản thân mình ở cái thời điểm đó thì khi mà mình nhìn vào Luna thì mình nhìn thấy được những cái lỗ hổng về mặt sản phẩm thì không nói rồi, nhưng mà tức là khi mà mình đặt lên bàn cân ở cái khía cạnh là cách xây dựng cộng đồng và cách xây dựng một cái văn hóa thì chỉ xét riêng cái yếu tố đó thôi thì mình nghĩ là cũng có một vài cái điểm khá là hay mà có thể rút ra được. Thì đúng là nếu như mà xét trước khi mà nó sai á thì nó vẫn đúng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một cái từ khóa nó mang tính chất là financial. Tại vì nãy giờ thì chúng ta nói nhiều về product rồi, nói nhiều về KOL, nói nhiều về ngôn ngữ lập trình. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái nó mang tính chất là finance hơn. Thì cái đó là về vốn hóa thị trường, market cap. Thì Angelina nghĩ là một cái dự án nó có market cap lớn thì có phải là một cái lợi thế hay không? Mình thì đứng từ góc độ người làm phát triển dự án ấy, thì mình nghĩ là có một cái market cap lớn ấy, nó cũng có thể được coi là một trong những cái lợi thế. Thực ra cái lợi thế mà lớn nhất ấy, nó là lợi thế về mặt uy tín. Nhưng mà khi mà một cái dự án mà nó market cap cao thì nó xuất, thứ nhất là nó đã xuất hiện khi mà người ta search trên coin market cap về search coin eco ấy, nó đã là một cái rank cao rồi, thì chính cái rank đấy ấy, nó đã thể hiện cho cái việc là ok, cái dự án này nó có kiểu uy tín hay không rồi. Mình nghĩ là market cap lớn ấy thì gọi là liệu có phải là một cái rào chắn hay không thì mình không biết, đấy nó có phải là rào chắn hay không, nhưng mà nếu như mà mình coi nó như là một, nó mang cái giá trị về mặt thương hiệu ấy, thì thực ra market cap lớn ấy nó đồng nghĩa việc là giá trị thương hiệu của cái dự án đấy nó tốt. Thực ra em thấy ví dụ như market cap lớn thì cái khả năng doom của nó sẽ thấp hơn, và nó kiểu như là nó sẽ an toàn hơn về mặt chung và dài hạn. Vì ví dụ như là thì đồng ý là những con market cap bé thì nó sẽ có tiềm năng boom mạnh hơn, nhưng mà kiểu như mình bỏ tiền vào thì mình sẽ kiểu như là với cái tinh thần là win hoặc là mất hết á, tức là kiểu như là nó sẽ có một chút e dè với những cái dự án mà nó có market cap nó bé. Thì nói về cái câu chuyện này á, để mình gọi là mình bắt cầu qua một cái từ khóa cũng khá là đáng chú ý, đó là cái app chain. Thì app chain là một cái từ khóa mà bọn mình cũng đã có đề cập ở trong một vài tập DeFi discussion trước đây rồi. Thì với góc nhìn của em á, thì app chain nó gặp một cái rào cản rất là lớn, đó là về cái market cap của nó không đủ để gọi như là nó chống chịu lại được cái áp lực nếu như mà cái dòng tiền nó kéo ra khỏi cái chain đó. Thay vì ví dụ như là một cái layer 1 mà nó có một cái market cap nó đủ to và nó đủ cái khả năng hấp thụ cái lực xả thì nó sẽ kiểu như an toàn hơn. Còn ví dụ như app chain mà họ dùng cái đồng token của họ để họ tức là họ liệt kê ra một vài cái use case, trong đó có việc là trả phí nè, rồi để vận hành cái nền kinh tế ở trong cái bản thân một cái app chain như vậy, thì cái khả năng chống chịu của nó trước cái áp lực xả thì nó không bằng một cái layer 1 nó có market cap lớn. Rồi, bây giờ thì từ góc nhìn cá nhân của anh Julian đi, thì ví dụ như có một cái dự án cap to, lợi thế cạnh tranh có, tức là cộng đồng nó cũng đầy đủ rồi, nhưng mà cái biến động nó không đủ mạnh, cái mức độ boom của nó không quá cao, và đặt bên bàn cân phía bên kia là một cái dự án nó cap nhỏ, tiềm năng thì nó cũng khá là mạnh đấy, nhưng mà nó dễ bị boom and doom, thì anh Julian sẽ chọn cái option nào trong hai cái option nói trên? Thực ra dĩ nhiên là mình với một cái người đầu tư mà biết quản lý vốn thì mình vẫn sẽ chọn cả hai thôi. Nhưng mà đối với cái dự án cap to và có lợi thế cạnh tranh rõ ràng đúng không, thì dĩ nhiên là mình có thể bỏ một cái số tiền lớn vào cái dự án đấy.
Còn cái dự án cam nhỏ và nó có cái nguy cơ là bị pump dump, hay là một ngày lấy kiểu tự nhiên đội ngũ dự án nó chán, nó không phát triển nữa các kiểu chẳng hạn, thì mình sẽ bỏ một cái số lượng tiền ít vào đấy thôi. Thế là thực ra thì về cơ bản nó không, nó cũng không hẳn là mình phải chọn cả, mình hoàn toàn là mình có thể chọn cả hai. Nó chắc tùy theo cái khẩu vị của mình thôi. Chung quy lại thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái từ khóa liên quan đến cái vấn đề là làm sao để có một cái lợi thế cạnh tranh trong dài hạn cho một cái dự án. Thì cái câu hỏi cuối cùng đi, ví dụ từ cái góc nhìn của một nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì khi mà nhìn vào những cái dự án á, thì sẽ có những cái chi tiết nào để mình biết được là cái dự án nó đang mở rộng cái lợi thế cạnh tranh của nó ra, mở rộng cái con hào bảo vệ của nó ra, để mình gọi như là mình có thể thứ nhất là tiếp tục đầu tư vào cái dự án đó, và thứ hai là mình có thể nếu mà có cơ hội thì mình double down, tức là mình tăng cái số vốn bỏ vào cái dự án đó. Thì mình sẽ trả lời đứng cái góc độ là giả sử như là mình là một người đầu tư nhá, mình đầu tư vào các dự án, thì đâu sẽ là những cái dấu hiệu để mà mình thấy ok các cái dự án này họ vẫn đang tiếp tục gọi là gia tăng cái lợi thế của họ. Thì ok, cái cách mình nghĩ là phổ biến nhất thôi, đó là nếu như mà bạn là một cái user sử dụng của cái protocol đấy, thì hãy theo dõi những cái cải tiến của nó, những cái cải tiến của nó, xem là tại cái thời điểm của ngày hôm nay mình sử dụng cái app này nó có tốt hơn tại cái thời điểm cách đây trước đây kiểu một tháng của cái protocol đấy hay không. Thì đấy nó có thể là một trong số những cái dấu hiệu cho thấy là ok, những cái team này họ vẫn đang tích cực, họ phát triển. Ngoài ra nữa thì trong cái câu chuyện mà khi mà mình dùng ấy, thì mình, tại vì là một cái người dùng ấy, là nói chung là một cái người dùng nhá, thì mình đôi khi là mình hay bị theo kiểu dùng mà mình không thực sự là mình suy nghĩ ấy. Nó có một cái liên quan đến kiểu tư duy nhanh và chậm ấy. Có rất là nhiều người họ sử dụng theo một cái thói quen. Giả sử như Uniswap ấy chẳng hạn, thì rất là nhiều người sử dụng theo thói quen, hay là Wanding, hay là ABC, tất cả mọi thứ MetaMask, mọi người vẫn là sử dụng theo cái thói quen. Và đôi khi ấy, nó có những cái điểm thay đổi nó rất là nhỏ ấy, nhưng mà mình thì kiểu mình hoàn toàn là mình bỏ qua, mình không chú ý những cái đấy ấy. Nhưng mà thực tế nó là những cái mà mình nên chú ý để mình biết rằng là ok, là cái team này họ có đang gọi là vẫn đang phát triển cái sản phẩm của họ không, và vẫn đang nghiên cứu. Bởi vì thực tế là những cái mà nó improve cho cái sản phẩm ấy, đôi khi nó đến từ những cái thứ rất là nhỏ thôi, nhưng mà để mà biết là ok, tôi phải sửa được những cái thứ nhỏ đấy để nó tăng cái trải nghiệm cho người dùng ấy, thì thực sự là cái đội ngũ phát triển ấy thì họ phải nghiên cứu khá là nhiều. Vì thế là ok, đấy cũng là một trong những cái cách của mình. Nhưng mà khi mà mình dùng bất kể các protocol đấy, thì mình hay chú ý đến cái việc là ok, nó đã có sự thay đổi như nào, nó thay đổi như là mình dùng có tiện hơn hay không chẳng hạn. Ví dụ như là một trong số những cái protocol mà mình cảm thấy rất là thích và thực sự nó thay đổi rất là nhiều, có thể như là SushiSwap này. Tức là cái giao diện của cái thời điểm bây giờ so với cái, nếu mà mình nhớ lại cái giao diện ngày xưa ấy, thì nó thực sự nó khác nhau rất là nhiều. Hay là những cái dự án khác như kiểu Balancer chẳng hạn, nó cũng thay đổi khá là nhiều so với cái thời điểm ngày xưa. Và thực sự nếu như mình phải là một cái người dùng và mình chú ý vào cái từng cái sự thay đổi đấy, thì mình sẽ biết là ok, là team họ đang có những cái update như nào. Thì thực ra đấy nó chính là đi về cái câu chuyện về đây là lợi thế cạnh tranh là về con người ấy. Nó chính là cái việc mà các dự án ấy đôi khi là họ có thể là không improve về gì về công nghệ nhá, nhưng mà nếu như họ improve về những cái UX UI ấy, thì nó có cái khả năng mà nó giữ người dùng ở lại rất là tốt. Nó có cái khả năng giữ người dùng tốt, và cái việc mà người dùng họ quen thuộc với cả cái họ quen thuộc với cái sản phẩm đấy rồi ấy, thì nó cũng là một trong những cái lợi thế cạnh tranh. Bởi vì đôi khi là những cái như kiểu là thanh khoản, thì thực ra đứng ở dưới góc độ là một người dùng ấy, thì đôi khi là mình nghĩ là nó cũng không phải là một cái gì đấy nó quá là to tát. Bởi vì đôi khi là mình swap ấy, mình cũng tặc lưỡi mình chó qua kiểu ok, mình biết là nó sẽ kiểu bị thấp hơn chỗ này chỗ kia kiểu không phải mấy phần trăm ấy. Nhưng mà thực ra là về bản chất là mình, khi mà mình đầu tư thị trường này, thì mình cũng biết là không phải mấy phần trăm ấy, nó không phải là một cái gì đấy nó quá là khủng khiếp ấy. Đôi khi mình chỉ quen thôi, mình quen là ok, tôi dùng ở trên Uniswap, tôi quen dùng như thế rồi thì tôi vẫn dùng nó ở trên đấy thôi, mà tôi không sử dụng Wanding hay là tôi không sử dụng một cái gì đấy khác kiểu thế. Rồi, thì nói chung là cái từ khóa
lợi thế cạnh tranh này thì nó cũng gọi như là nó cũng khá là gọi như là khá là bao quát, nó cũng khá là chung chung và nó cũng đôi khi nó cũng hơi mập mờ và nó cần cái sự gọi là quan sát nó chi tiết một xíu thì mới ra chúng ta mới đâu đó cảm nhận được cái sự thay đổi thì gọi như là theo thời gian. Thì bọn mình hy vọng là cái podcast tuần này thì nó cũng đâu đó nó làm cho cái từ khóa này nó trở nên sinh động hơn và nó cũng kiểu như là nó sẽ gần gũi hơn với những nhà đầu tư cá nhân và liên quan đến cái thị trường DeFi này. Rồi ok, thì chắc là podcast tuần này nó cũng dài rồi, thì để anh Julian gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion này nha. Ok, xin chào, bye bye mọi người. Chúc mọi người có một đầu tuần làm việc hiệu quả. Rồi, ok. Cảm ơn Julian rất nhiều đã dành thời gian tham gia DeFi Discussion tuần này. Và cảm ơn anh em đã dành thời gian cho bọn mình đến tận đến phút cuối cùng. Bọn mình sẽ quay trở lại với nhiều topic còn hấp dẫn hơn nữa vào tuần tiếp theo.